Hello, xin chào cả nhà. Xin tự giới thiệu, em là An, đến từ đơn vị Hợp tác xã Rau Phúc Sen. Nhắc tới đơn vị Hợp tác xã Rau Phúc Sen thì chắc chắn là cả nhà mình đều đã quá quen thuộc rồi đúng không ạ? Hôm nay thì em sẽ mang tới cho cả nhà mình tất cả là 16 cây dao, trong đó là có dao bếp và có cả dao đi rừng các anh chị nhé. Tất cả các sản phẩm này ngày hôm nay thì các anh chị đều đã thấy trên màn hình rồi đây ạ. Là em sẽ mang tới cho các anh chị là những mẫu dao chuôi tông, chuôi sắt đấy ạ. Hai mẫu dao đầu tiên ở phía ngoài cùng bên tay phải, nó sẽ là hai cây dao chặt xương. Mẫu đầu tiên là một cây dao chặt xương hạng nặng, mã của sản phẩm là S06-1KG02. Cây này thì nó sẽ nặng khoảng 1,2 cân nhé các anh chị nhé. Nếu mà các anh chị mà có trọng lượng là khoảng 80 cân, 70-80 cân là các anh chị thích những cái dòng dao chặt xương hạng nặng, hạng to như này thì cầm cảm thấy nó sẽ đầm và chặt là mình sẽ cảm thấy có lực hơn, thì các anh chị có thể sử dụng sang cái dòng dao chặt xương hạng nặng này. Cây này thì phần lưỡi dao của nó sẽ dài vào khoảng 24 cm, bề rộng của lưỡi dao nó sẽ vào khoảng 10 cm ạ. Phần sống dao, sống lưng ở đây thì nó sẽ dày vào khoảng 6 ly các anh chị ạ. Đó, và trọng lượng của nó là nặng 1,2 cân. Cây này thiết kế thì mình chuyên dùng để chặt xương rồi, chặt các loại xương to, xương cứng như là xương ống, xương thủ hoặc là xương trâu, xương bò là mình dùng mẫu S06-1,2 cân này các anh chị nhé. Mẫu số 2 ở trong clip này sẽ là một cây dao chặt xương, nhưng nó sẽ là một cây dao chặt xương nhẹ hơn so với cây ban đầu lúc nãy ạ. Cây này thì trọng lượng của nó chỉ vào khoảng 800g thôi. Nếu như mà các chị dùng sử dụng ấy, thì thường là mình thích những cái dòng này, hoặc là các anh mà chuyên chặt nhiều ấy, thì mình sẽ thích những cái cây nó trọng lượng chặt xương nó chỉ vào khoảng 800-900g thôi, thì chặt nó sẽ không bị mỏi tay. Còn cầm cây 1,2 cân thì nhiều khi các anh cứ bảo là nó hay bị mỏi tay đấy, thì mình có thể là dùng sang cái cây này các anh chị nhé. Cây này thì phần lưỡi dao của nó thì sẽ dài vào khoảng là 23-24 cm. Đó, lưỡi dao khoảng 23-24 cm, bề rộng của lưỡi dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng 9,5 cm này. Sống dao thì nó sẽ dày vào khoảng là 5 ly. Đó, cây này thì trọng lượng của nó là khoảng 800-900g. Và hôm nay em báo giá tới cả nhà mình, cây S06 này sẽ có giá là 195.000 ạ. Mẫu số 3 và số 4 ở trong clip này em giới thiệu tới cả nhà mình sẽ là hai cây dao chặt gà các chị nhé. Mẫu kiểu dáng bản truyền thống này sẽ có mã là S05. Cây này thì lưỡi dao nó sẽ dài vào khoảng 22, rộng bản 8,5 và dày 3 ly. Trọng lượng của nó là vào khoảng 5,5 lạng. Cây này thiết kế chuyên dùng là để chặt gà. Mình cũng có thể kết hợp chặt sườn hoặc cũng có thể là kết hợp thái được các chị nhé. Dòng dao chặt gà của Hợp tác xã Rau Phúc Sen rất là đa năng. Mình vừa có thể dùng để chặt được, vừa có thể thái được. Nhưng mà mình sẽ không chặt các loại xương to. Đó, xương to thì mình nên dùng những cái cây chặt xương ban nãy vừa mới giới thiệu đấy ạ. Cây này thì hôm nay em sẽ báo giá tới cả nhà mình nó sẽ là 170.000 các chị nhé. Cây dao tiếp theo cũng vẫn là một cây dao chặt gà, mã của sản phẩm này là SCG1 các anh chị nhé. Cây này mã của sản phẩm là SCG1. Còn lưỡi dao thì nó sẽ dài vào khoảng 23-24 cm. Phần bề rộng của lưỡi dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng là 8 cm thôi. Độ dày sống dao thì nó sẽ vào khoảng 3 ly. Đó, đây là dòng dao chặt gà kiểu dáng gọi là dao phay chui tông, phay chặt gà. Đó, SCG1. Cây này cũng chức năng cũng giống với cây S05, khá là đa năng, chặt được, thái được. Và hôm nay thì cây này em cũng sẽ báo giá với cả nhà mình sẽ là 170.000 các chị nhé. Cây số 5 em giới thiệu tới cả nhà mình, đây sẽ là một cây dao chuyên thái. Mã của sản phẩm này là S03. Cây này thì lưỡi dao thì sẽ dài vào khoảng 22 cm, bề rộng của lưỡi dao ở đây sẽ vào khoảng 8 cm, độ dày của sống dao ở đây thì sẽ vào khoảng là 1,5 ly. Cây này thiết kế chuyên dùng để thái rồi, mình thái thịt này rồi thái rau củ thì cây này rất là sắc bén các anh chị nhé. S03 thì hôm nay em sẽ báo giá tới cả nhà mình sẽ là 165.000 ạ. Cây số 6, 7, 8 ở trong clip này sẽ là ba cây dao bầu và với ba size khác nhau. Dao bầu thì bên em hiện tại là đang có size lưỡi là 22 này, size lưỡi 20 là cây số 2 này, và size lưỡi là 16 là cây số 3 này các anh chị nhé. Cây dao to bản nhất và dài nhất đây là cây S10. Cây này thì bản rộng của lưỡi dao nó sẽ vào khoảng là 7 cm đấy ạ. Chiều dài lưỡi dao thì nó sẽ vào khoảng 22 cm. Độ dày của sống dao ở đây sẽ vào khoảng là 1,5 ly. Dao bầu thì có mũi nhọn mà, mình có thể thích hợp cho việc là mình lọc này, thái này. Đó, rất là linh hoạt và sắc bén rồi. Nếu mà các anh chị mà để ý thấy là đi chợ thì mình hay thấy là các anh chị làm hàng á, thì không thể thiếu được dao bầu rồi. Sử dụng rất là linh hoạt và dao bầu rất là tiện. C-
cây dao bầu này bản to nhất này thì thường thường các anh hay dùng để mổ ấy, mổ heo, mổ bò là mình phải dùng những cái cây to bản như thế này các anh chị nha. Cây S10 này hôm nay em sẽ báo giá tới cả nhà mình sẽ là 165.000 ạ. Hàng chuẩn của tác xã Gia Phúc Sen. Mẫu dao bầu xay nhỡ của bên em, cây này là mã của sản phẩm là S09. Phần lưỡi dao thì nó sẽ có cái độ dài lưỡi là 20cm. Bề rộng lưỡi dao thì nó sẽ vào khoảng 6,5cm. Độ dày của sống dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng 1,5 ly. Hôm nay em sẽ báo giá cây S09 này sẽ có giá là 160.000 các anh chị nhé. Mẫu dao bầu nhỏ nhất, mã của sản phẩm là S08. Cây này phần lưỡi dao nó sẽ dài vào khoảng là 16-18cm ạ. Nó sẽ có độ size số các anh chị nhé, 16-18cm. Bề rộng lưỡi dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng là 4cm ạ, 4-4,5cm. Đó. Và độ dày sống dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng là 1-1,5 ly. Cây này hôm nay em sẽ báo giá tới cả nhà mình nó sẽ có giá là 109.000. Cây S08 này thì nhỏ gọn đa năng. Cây này thì mình có thể dùng để lọc được, thái được này, và mình cũng có thể là gọt được các anh chị nhá. Bởi vì bàn của nó nhỏ, mũi dao của nó nhọn ở đây thì mình có thể là sử dụng để làm lòng gà, lòng vịt này, nó khá là ok nhá các anh chị nhá. Mẫu số 9 ở trong clip này sẽ là một cây dao thái cán sắt nhỏ. Cây này mã của sản phẩm là S01 các anh chị nhá, S01. Phần lưỡi dao thì nó sẽ dài vào khoảng là 18cm. Bề rộng của lưỡi dao ở đây sẽ vào khoảng 4-4,5cm ạ. Độ dày sống dao ở đây sẽ vào khoảng là 1,5 ly. Cây này thiết kế xuyên thái rồi. Nhiều các anh chị sử dụng ở trong gia đình ấy, thì thường rất là thích những cái cây này để mình có thể là thái thịt này, thái hành này. Rất là đa năng, tiện dụng và dễ sử dụng các anh chị nhá. Sử dụng rất là linh hoạt vì nó nhỏ gọn. Hôm nay em sẽ báo giá tới cả nhà mình cây F01 này sẽ có giá là 109.000 ạ. Tiếp theo ở trong clip này em muốn giới thiệu tới cả nhà mình đó sẽ là hai mẫu dao tông. Đó sẽ là một mẫu dao tông chặt xương bản lớn và một mẫu dao tông mình dùng để chặt cá vịt mà mình có thể chặt cây được. Cây số 10 ở trong clip này sẽ là cây S07CX. Nó sẽ là một cây dao tông chặt xương hạng nặng nha các chị nhé. Phần lưỡi dao thì nó sẽ dài vào khoảng là 27-28cm. Bề rộng của lưỡi dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng 6cm ạ. Độ dày của sống dao thì nó sẽ vào khoảng là 5-6 ly đấy ạ. 5-6 ly, và trọng lượng của cây này nó sẽ vào khoảng là 800g, 800-900g. Cây này là dao tông chặt xương, mình cũng có thể là chặt cây được anh chị nhé, chặt cây đi rừng được ấy. Nhiều anh thì rất là thích cái dòng dao tông của bên em, vừa có thể chặt được và vừa có thể thái được, mang đi rừng được nữa, nó rất là đa năng. Cây này hôm nay em sẽ báo giá tới cả nhà mình sẽ là 195.000. Tiếp theo trong clip này sẽ vẫn là một cây dao tông, mã của sản phẩm là S07. Cây này thì sẽ nhẹ hơn và nhỏ hơn so với cây S07CX ban nãy ạ. Lưỡi dao của nó sẽ dài vào khoảng là 27-28cm. Sống dao ở đây thì nó sẽ dày vào khoảng 3-4 ly thôi ạ. 3-4 ly, và trọng lượng của cây này thì nó sẽ rơi vào khoảng là 5,5-6 lạng. Cây này thì mình có thể dùng là để chặt gà vịt là rất là nét rồi đấy, đẹp. Rồi mình cũng có thể mang đi rừng mình chặt cây được các anh chị nhé. Cây này hôm nay sẽ báo giá tới cả nhà mình sẽ là 170.000 ạ. Cây dao số 12 ở trong clip này em muốn giới thiệu tới cả nhà đó sẽ là một cây dao phóng. Cây này thì lưỡi dao nó sẽ dài vào khoảng là 26-27cm. Bề rộng của lưỡi dao ở đây thì nó sẽ rơi vào khoảng là 5,5cm ạ. Độ dày của sống dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng là 2 ly đó. Cây này thì chuyên dùng là để mổ heo, mổ bò, và mình cũng thể lọc được, thái được. Ví dụ như là các anh chị mà dùng để làm hàng ấy, thì thường là không thể thiếu dao bầu và dao phóng rồi. Cái này cái thiết kế thì các anh chị có thể nhìn thấy nó khá là đẹp. Nhiều anh thì cứ hỏi em là em ơi có dao mèo thái không? Thì thật ra là nếu mà để mà gọi là dao mèo thái thì mình có thể là mình chọn cái cây S12 này nhá các chị nhá. Nó cũng kiểu dáng nó giống dao mèo đấy, nó chỉ là nó mỏng hơn thôi. Hôm nay thì cây S12 này em sẽ báo giá tới cả nhà mình sẽ là 169.000 ạ. Tiếp theo em giới thiệu tới cả nhà mình đó sẽ là các mẫu nông cụ của hợp tác xã Gia Phúc Sen. Mẫu số 13 đó sẽ là một cây dao rựa phát cỏ ạ. Cây này mã của sản phẩm là C05. Phần lưỡi dao thì nó sẽ dài vào khoảng là 20cm ạ. Bề rộng của lưỡi dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng 5,5-6cm. Độ dày của sống dao thì nó sẽ vào khoảng là 3 ly. Cây này là cây rựa phát cỏ các anh chị nhé. Hôm nay em sẽ báo giá tới cả nhà mình cây rựa phát cỏ sẽ có giá là 149.000 ạ. Hai mẫu dao tiếp theo em muốn giới thiệu tới cả nhà mình đó sẽ là hai cây dao quắm ạ.
Rau cắm hiện tại là bên em đang có 3 size. Đó là C03, C02, C01, C03 là quắm lớn nhất. C02 là cây em đang cầm ở đây, đó là quắm vừa. Và cây C01 ở phía bên trên kia, đó là cây quắm nhỏ. Cây quắm to thì hôm nay thì em lại đang chưa có sẵn hàng ở đây để em có thể giới thiệu tới cả nhà mình. Em sẽ giới thiệu trước tới cả nhà mình, đó là cây C02 và cây C03. Cây C02 này thì phần lưỡi dao nó sẽ dài vào khoảng là 23cm ạ. Phần cán dao thì nó sẽ dài vào khoảng là 12,5cm đó. Còn phần sống dao ở đây thì nó sẽ dày vào khoảng là 4 ly. Dao quắm thì bên em sẽ mài một mái nha các chị nhá. Đây, mài một mái ạ. Các chị có thể nhìn chi tiết sản phẩm này. Cây C02 này thì nó trọng lượng của nó sẽ vào khoảng là 4 lạng. Cây này thì thiết kế chuyên dùng để đi rừng chặt cây phát quang là khá ok các chị nhá. C02 hôm nay sẽ báo giá tới cả nhà mình sẽ là 159.000 ạ. Mẫu dao cắm nhỏ nhất trong clip này đây sẽ là cây C01 các anh chị nhé. Cây này thì em thường thấy mọi người hay sử dụng cây này dùng để đi mình chặt phát những cái cây thân mềm, hoặc là như kiểu như phát cỏ, phát cây cỏ đấy. Hoặc là mình cũng có thể là mình đi cắt quả, sử dụng để cắt quả này. Hoặc là mình cũng có thể là chặt những cái cây mềm như là cây chuối này. Đó, thì mình có thể sử dụng sang cái cây C01 này ạ. Cây này hôm nay em sẽ báo giá tới cả nhà mình là 139.000. Mẫu cuối cùng ở trong clip này em sẽ giới thiệu tới cả nhà mình, đó sẽ là một cây dao liềm phát cỏ. Mẫu liềm phát cỏ này mã của sản phẩm là C04 nhé các chị nhé. Lưỡi dao của cây này thì nó sẽ mỏng hơn so với dao quắm. Nhìn khá giống dao quắm nhưng mà nó sẽ mỏng hơn các chị ạ. Và nó không phải là dao liềm đây. Và phần lưỡi dao sẽ không có răng cưa đâu các chị nhé. Nhiều các anh chị cứ nghĩ là liềm là có răng cưa ấy, như kiểu như liềm cắt lúa thì sẽ có. Nhưng mà đây là liềm cắt cỏ các chị ạ. Liềm phát cỏ thì nó sẽ không có răng cưa đâu ạ. Tất cả các sản phẩm này là sẽ rèn thủ công và sau đấy là được mài đi rất là nhẵn như thế này. Bởi vì là như em thấy thì các anh chị thường hay phản hồi là cái liềm có răng cưa thì nó sẽ thường nó không được không được bền, tức là cái độ sắc nó không được bền và nhiều khi là cái gãy cái răng cưa đi là mình không thể sử dụng được. Đó, thì cái tuổi thọ của cái liềm nó không được cao. Nhưng mà khi các chị thử dùng sang cái dòng liềm phát cỏ của bên em ấy thì cảm thấy là cái độ bền và độ sắc của nó rất là lâu các chị nhá. Mình dùng mà mình cảm thấy cùn nên là mình mài đi. Đó, là nó lại như mới luôn chứ nó không phải là như những cái dòng liềm mà nó có răng cưa thì nó sẽ tuổi thọ của nó sẽ không được lâu đâu các anh chị nhé. Mẫu liềm phát cỏ C04 này hôm nay em sẽ báo giá tới cả nhà mình là 119.000 ạ. Em vừa giới thiệu xong tới cả nhà mình tất cả các mẫu dao chui tông của tác giả Dao Quốc Sen, trong đấy có các mẫu dao làm bếp và có cả nông cụ. Nếu như các anh chị đang quan tâm đến các sản phẩm của tác giả Dao Quốc Sen thì các anh chị có thể tham khảo các sản phẩm khác ở trên trang web www.giaophucsen.vn hoặc là htxgiaophucsen.com để được đặt hàng nhanh nhất và săn cơ hội mua các sản phẩm với giá ưu đãi trong ngày hôm nay. Thì các anh chị hãy nhanh tay liên hệ với Zalo tổng đài của bên em là 0987 240 733. Các bạn nhân viên bên em sẽ tư vấn cho các anh chị và lên đơn hàng cho các anh chị nhanh nhất nha các chị nhé. Cả nhà xem clip của em thì hãy ủng hộ em bằng cách là bấm like và đăng ký kênh giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình.